Hello, xin chào mọi người nha. Chào mừng mọi người quay trở lại với kênh Nana TV. Đây là cái chiếc xe mới nè mọi người, rất là đẹp luôn, ghê không? Mua bằng tiền sao luôn nha, chứ không có cần phải nạp đâu. Đó, bạn nào mà chưa xem cái clip đó thì có thể xem clip đó rồi đi mua đi nha. Ok, bây giờ á thì bây giờ là Na sẽ làm cái gì tiếp theo đây ta? Ok, bây giờ là Na sẽ quay một cái trang phục mới, đó chính là cái bộ trang phục kỳ lân đó mọi người. Đâu rồi, hồi nãy mới lướt ngang thấy nó đây nè. Bốc thăm kỳ lân cầu vồng. Rồi, đây rồi, 30 viên kim cương một lần bốc nha mọi người. Trời ơi, bây giờ á, là có kim cương hơi nhiều rồi. Kim cương hơi nhiều thì bây giờ là nhà 700 kim cương thì cũng đã có rồi. Bây giờ là dùng kim cương để mà bốc cái này thôi nha. Ok, bốc 10 lần thử xem sao. Bốc 10 lần là 270 viên kim cương. Một cái bàn luôn mọi người ơi. Rồi, một cái bàn nữa luôn. Trời ơi, một cái bàn nữa luôn. Kinh vậy. Trời ơi, đây rồi, trang phục đây rồi mọi người ơi. Rồi luôn, một đôi giày VIP luôn, ghê chưa, dép kỳ lân nha. Rồi tiếp theo luôn này mọi người ơi. Trời ơi, trang phục nữa. Rồi luôn, trời ơi, dép kỳ lân luôn. Trời ơi, lại nữa hả, dép kỳ lân nữa hả mọi người. Rồi ôi trời ơi, không tin được luôn, dép kỳ lân ba đôi luôn. Rồi luôn, đôi thứ tư xuất hiện luôn rồi. U là trời, cái vụ gì vậy. Rồi luôn, à đây rồi, đây rồi, em ấy đây rồi, một đôi cánh mọi người ơi. Cánh kỳ lân VIP luôn, quá đẹp luôn người ơi. Rồi đây, một cái ghế nữa. Rồi luôn. Hết chưa, còn một cái nữa hả. Rồi luôn, cái gì đây. Rồi, vách ngăn cầu vòng. Vách ngăn cầu vòng, rồi như vậy là 10 món. Trời ơi, 3 cái bàn, 4 đôi dép. Kinh khủng thiệt luôn á. Nghĩ sao mà ra cho 3 cái bàn, 4 đôi dép luôn. 4 đôi dép không biết làm cái gì luôn á. Để mình xem thử cái tỷ lệ xác suất coi nó ra những cái món đó như thế nào. Ngựa kỳ lân là 1,5%, tóc dài cầu vòng là 2%, tóc ngắn cầu vòng là 2%, quần là 3,5, đầm là 3,5, cánh kỳ lân là 4%, dép kỳ lân là 6,5%, dép kỳ lân 6,5%, mà nó ra cho 4 đôi luôn. Trời ơi, rất là kinh khủng luôn á. Còn mấy cái kia là mấy cái món nội thất thôi mọi người. Ok, bây giờ là quay thêm 10 lần nữa nha. Rồi, quay hai lần là hết ha. 540 viên kim cương. Trời, bàn nữa. Rồi bàn nữa. Rồi bàn nữa luôn hả. U là trời, 4 cái bàn. Trời ơi, trời, đau lòng, đau lòng quá người ơi, 4 cái bàn luôn. Rồi đây cái ghế nữa. Rồi không lẽ 540 viên kim cương không ra được một cái bộ trang phục này sao ta. Rồi lại một cái ghế nữa người ơi. Đây rồi, trang phục đây rồi mọi người ơi. Đây là một cái đầm. Cái đầm, đúng rồi, đầm kỳ lân. Trời ơi, tôi men mà sao cho đầm vậy. Rồi dép nữa hả. Trời ơi, dép đâu mà lắm thế. Sao mà cứ ra dép miết gì trời. Rồi đây là nội thất mọi người. Ôi, rồi cửa sổ kỳ lân luôn. Rồi ok, chơi game nhiều có hại cho sức khỏe hả. Trời, có vụ này nữa ta. Ok, như vậy là có được bộ trang phục rồi mọi người. 540 viên kim cương, được một cái đầm. Ủa, hồi nãy đang đứng dưới mặt đường mà sao bây giờ lại nhảy lên xe buýt rồi. Ủa gì kỳ vậy ta. Ủa, xe buýt nó đưa mình lên luôn hả. Rất là lạ lùng luôn nha. Rõ ràng hồi nãy là đứng quay ở dưới. Ủa, hồi xưa là cái xe buýt này á, là nó cán ngang mình, nó đẩy mình đi luôn. Mà bây giờ là nó thay lại rồi hả mọi người. Ok, bây giờ là mình thử nha. Mình chạy lại cho cái xe buýt mình đụng mình thử coi. Coi nó như thế nào nha. Để dí theo cái chiếc xe buýt. Để dí theo. Rồi, ok, đứng đây cho nó đụng thử coi. Cho nó cán ngang thử coi. À, ôi trời ơi. Nó cán mình, nó đẩy mình lên đây luôn nè mọi người. Chứ không phải là nó đẩy mình đi như hồi xưa nữa. Đúng không? Lúc hồi trước á, lúc hồi trước là khi mà mình cản đầu xe buýt là xe buýt nó đẩy mình đi luôn á. Rồi ok, bây giờ á là đã có được cái bộ trang phục rồi. Ok, bây giờ là mình sẽ thay là cái bộ trang phục mới xem sao nha. U là trời, mình men mà tối ngày bắt mặt đồ nữ không luôn á. Không hiểu nhà phát hành này đang làm cái gì luôn á mọi người. Hết mặc cái bộ trang phục nàng tiên cá rồi bị người ta đánh giá là vú lép. Rồi bây giờ á là mặc luôn bộ trang phục này nữa. Trời ơi, lại mặc đầm tiếp mọi người ơi. Sao mà số na toàn là mặc đầm không vậy. Ôi, thật sự là tôi rất là men luôn nha mọi người. Ok, bây giờ là thay là bộ tóc này đi. Cái bộ tóc kia là nó không phù hợp với lại là cái đầm này mọi người. Đây là cái đầm màu hồng này nha. Đây là một cái màu hồng rồi xen lẫn với lại là màu tím. Đúng là hai cái màu mà Na yêu thích luôn đó mọi người. Đó, mọi người thấy không, rất là men luôn nha. Ok, bây giờ là đeo cặp mắt kính này. Cặp mắt kính màu vàng. Rồi cái nón màu hồng không hợp. Cái nón này cũng không hợp luôn. Rồi ok, để coi có cái gì mà hợp hơn không. À, hai cái bông hoa màu này là màu hồng nhạt đó. Như vậy là vẫn là màu hồng luôn. Một cái màu mà Na yêu thích, một cái màu rất là men luôn nha mọi người. Ok, như vậy là Na đã mặc xong cái bộ trang phục mới rồi nè. Mọi người thấy không, rất là đẹp luôn đúng không nào. Đây có tốn 540 viên kim cương và quay lại được một cái đầm 5 đôi dép. Cái đầm 5 đôi dép rồi với lại là được cái cánh nữa mọi người. Cái cánh mới đẹp nha. Cái cánh kỳ lân này mới gọi là VIP luôn á mọi người. Cái cánh kỳ lân này là cực kỳ đẹp luôn nha. Ok, bây giờ là Na sẽ qua một cái địa điểm mới cho mọi người biết.
cái địa điểm này nó hot cỡ nào nha. Thật sự nó rất là hot luôn á mọi người. Hiện tại là mọi người đang tập trung trong đó rất là đông luôn. Đây nè mọi người á, đây là mình đang cái tiệm mì, mình đang dẫn đường chỉ đường á mọi người. Mình đang sử dụng cái chức năng là chỉ đường. Cái tiệm mì là Coreano mọi người ơi, Coreano nha. Ok, bây giờ á là mình sẽ đi vô cái tiệm mì này Coreano này để coi trong đây nó có những cái bí mật gì nha mọi người. Đây bây giờ là mình đã vào được cái tiệm mì rồi nè mọi người. Đây, một cái tiệm mì, mì Hàn Quốc mọi người, giống như là cái tiệm mì Hàn Quốc vậy đó. Đây, phong cách là phong cách của Hàn Quốc nè mọi người. Đây là mì Hàn Quốc luôn nha, và hiện tại mình cũng đang ở Hàn Quốc luôn đó mọi người ơi. Rồi, nghe mọi người này nói tiếng Hàn không à. Mình nói chung là mình vẫn chưa bay về Việt Nam nữa đó mọi người. Hiện tại là đang quay clip ở Đông Á nha, và ở server của Hàn Quốc. Đây, ở đây là cái tiệm mì. Mọi người tập trung rất là đông, khi mà nó đông thì nó rất là lắc luôn. Mà mỗi lần mà sau khi mà mới cập nhật thì mọi người tập trung ở một cái địa điểm nào mới á, tập trung rất là đông luôn mọi người. Ủa, ở đây câu cá được hả? Trời ơi, kinh khủng thật luôn á mọi người. Ui trời ơi, tôi mới phát hiện ra một cái điều kinh khủng thật mọi người ơi. Không ngờ là cái tô mì khổng lồ này có thể câu cá được luôn nè, trời ơi. Ôi bây giờ là mình sẽ câu thử coi ở đây có cá gì ta. Trời ơi, không ngờ luôn, không ngờ địa điểm câu cá mới nè mọi người ơi. Trời ơi, cái tô mì mà đang bốc khói nguồn ngút luôn đó mọi người. Mà một số bạn bay xuống đó tắm, rồi người thì đứng ở trên câu cá. Ui nó xuất hiện bóng cá thiệt luôn nè mọi người ơi. Có bóng thiệt luôn nha. Và có một bạn vừa mới kéo lên một con cá chép đó. Rồi ok, như vậy là ở đây là cá nước ngọt rồi. Cá nước ngọt thì nó có khả năng là nó sẽ có cá sấu, và nó có khả năng là nó có cá heo hồng, rồi nó có cá hổ nè. Ok, bây giờ là mình sẽ câu thử. Rồi cá ngọt luôn, chính xác luôn. Đây chính là cá nước ngọt nha mọi người. Có khả năng ở đây nếu mà ở đau thao á, thì có khả năng cũng có thể là cá ở đau thao cũng được. Cá ở đau thao thì nó sẽ có cá tầm nè, những cái loại cá nước ngọt đó. Nhưng mà không biết mà nó lên cái con cá ngọt rồi thì nó sẽ không xuất hiện cá ở những cái như là đại phun nước gì đâu, mà nó đang xuất hiện cá giống như là cá ngọt nữa nè mọi người. Giống như là cá ở trong nhà mình, với lại là cá ở trong mon hoặc là lai ren đó mọi người. Đó, nên là mình sẽ câu thử coi ở đây có cá heo hồng không nha. Trời ơi, nếu mà ở đây có cá heo hồng được cực kỳ ngon luôn nha mọi người. Sau này mà mọi người săn cá heo hồng ở một cái tô mì bốc khối như thế này á, mà mọi người săn mà chắc nứt cái tô mì ra luôn đó mọi người ơi. Tình trạng hôm nay là hơi bị lắc nha mọi người, do hôm nay là mọi người vào game rất là nhiều luôn. Mỗi lần mà cập nhật xong á là mọi người vào game rất là nhiều nên nó rất là lắc luôn. Ok, bây giờ là mình sẽ mở lại bách khoa toàn thư thử coi có loại cá nào mà nó ghi chú là xuất hiện ở cái tiệm mì này không nha. Cái tiệm mì là Coreano. Bây giờ mình mở cá heo hồng thử coi. Cá heo hồng vẫn là trung tâm thời trang, và là cá sấu là nhà của tôi. Nó vẫn không có bổ sung thêm một cái địa điểm mới mọi người ơi. Như vậy là mình phải cố gắng câu thử coi nó ra được bóng năm hay không, mình lúc đó mới biết được nha. À mà nói chuyện hồi nãy giờ thật sự là quên luôn đó mọi người. Mọi người nhớ cho Na xin một like, một lượt đăng ký kênh, và nhớ bật chuông để nhận thông báo khi Na ra cái video mới luôn nha, để xem sớm nhất luôn nha mọi người. Rồi cảm ơn mọi người rất là nhiều luôn. Hình như ở đây là nhận nhiệm vụ sau khi mà hoàn thành nhiệm vụ là sẽ có được cái mũ ở trên đầu đó mọi người. Nó mình thấy có một số bạn mà đội cái mũ ở trên đầu á, cái mũ giống như là cái miệng mũ là tô mì đó mọi người. Đó, mình thấy đang chạy tới chạy lui đó. Nhưng mà mình không biết phải là cái nhiệm vụ này không. Để mình thử lên coi nha. Tại hồi nãy giờ mình câu cá mình thấy rất là nhiều bạn đội cái mũ đó luôn. Ồ nó rất là lắc luôn mọi người ơi. Nó lắc lắm, bấm không nổi luôn. Một người khác đang hiện tại đang sử dụng nó không đủ nguyên liệu. Trời ơi, cái gì vậy? À, cái này là sao ta? Một người khác không đủ nguyên liệu. À, cái này là mình đi mua mì rồi lại đây cho họ nấu hả? Mà thôi, hiện tại nó rất là đông, nó rất là lắc luôn, nên là cũng rất là khó làm luôn. Nếu mà các bạn có thể làm nhiệm vụ thử coi nó có ra được cái mũ hay không nha. Đây nè, đây là những cái phần quà mới cho cái phần quà tặng lần này nè mọi người. Cái mũ dê nè, cái bộ đồ dê nè, rồi đôi dép dê nè, 70 vàng, 33 vàng, 28 vàng. Trời, giá rất là cao luôn á mọi người. Rồi với lại là cái ba lô hình cái bánh nè. Cái bánh này là cái ba lô này là mình có rồi. Ok, bây giờ là hồi nãy giờ là mình câu cá thử á, mà nó không ra được bóng 4 hay là ra được bóng 5 gì cả. Bây giờ là mình sẽ cố gắng mình câu tiếp nha. À, bóng 4 đây rồi mọi người. Có khả năng đây là cá hổ mọi người. Mình nghĩ rằng là như vậy luôn á. Tại vì mình thấy á, nó lên những cái loại cá giống hệt như là mình câu ở trong nhà, hoặc là câu ở trong mon hoặc là lagen luôn. Nên là bóng 4 ở đây khả năng là cá hổ. Với lại là có thể là cá cuối nữa. Tại vì trong mon nó có cá cuối nữa. Nhưng mà nếu mà nó có cá cuối là mình biết chắc là ở đây có cá heo hồng luôn nha. Còn nếu mà nó lên cá hổ thì vẫn chưa biết được đâu mọi người. Nó lắc đó mọi người. Mọi người thấy không, con cá mà nó giặt luôn á. Hồi nãy giờ nó lắc rất là lắc luôn. Tại vì rất là đông. Chắc là ngày mơi nó mới tình hình nó mới ổn lại mọi người ơi. Ok, bây giờ là kéo thành công nè. Lên nào. Cá gì đây? Rồi, cá hổ thiệt luôn mọi người ơi. Trời ơi, như vậy vẫn là cá hổ, vẫn là như những gì mà Na dự đoán. Nếu mà lên cá hổ thì vẫn chưa biết được ở đây có cá heo hồng hay không.
nên cái này là phải để Na từ từ Na đi săn mới được mọi người ơi, tại vì săn bóng năm nó không có dễ ra, săn bóng năm cũng rất là lâu. Để khi nào mà Na săn được rồi á, Na sẽ chia sẻ lại cho mọi người để mọi người biết được ở đây là cá gì nha mọi người. Ok, bây giờ thì video mình xin dừng ở đây nha, hẹn gặp lại mọi người ở cái video tiếp theo. Nhớ ấn like, đăng ký, bật chuông để đón xem cái video mới nhất của Na luôn đó nha.